Hello hello các bạn, mình là xe cứu hộ màu xanh đây. Hôm nay mình tiếp tục tham gia cuộc thi thử thách này các bạn ơi. Phía trước mình là gì kia? Wow các bạn ơi, sợ quá phải bên lên thôi. Một con yêu nhện nhện công tăng á. Wow, nó màu đỏ kìa, trời ơi nó khổng lồ luôn các bạn ơi. Mình phải chạy qua nó thôi, mình phải vượt qua nó thôi nào. Cái gì đây? Wow các bạn ơi, mình lao xuống vực rồi. Phía trước của mình rất là nhiều yêu nhện nhện container luôn. Wow, và phía trước mình có nhiều rất nhiều chướng ngại vật là cái cây nè. Mình phải vượt qua nó rồi, né thôi. Wow, thành công rồi. Wow, các bạn ơi, phía dưới mình là ba con yêu nhện nhện container nữa kia. Wow, nó rất là bự luôn. Mình phải chạy qua thôi, không là nó đuổi theo mình. Chạy qua nào. Oh my god, mình bị bốc cháy rồi các bạn ơi. Mình bị lộn mấy vòng rồi. Wow, phía trước mình là con trộn bê tông à, không phải con container. Wow, mình lao xuống đất rồi các bạn ơi. Đó là một con container nhện ha, hay là con nhện container ghê quá các bạn ơi. Vậy là mình thất bại thử thách này rồi. Tiếp theo, mình là xe trộn bê tông màu hồng đây nè các bạn ơi. Wow, quá là nguy hiểm luôn. Và tiếp theo là gì đây? Wow, các bạn ơi, ba con gì đây? Lại là ba con nhện kia. Wow, ghê quá. Nó có cái chân rất là nhọn luôn. Wow, mình chạy tới gần nó coi nó làm gì mình nào. Oh my god, mình phải vượt qua thôi. Nhưng mà mình phải xem nó là con gì. Wow, thì ra là xe bánh kem các bạn ơi. Xe nhìn nhện bánh kem kìa. Wow, sợ quá, mình phải chạy thôi. Lao xuống vực cũng phải chịu thôi. Xuống dốc thôi nào. Wow, phía trước mình là một con nữa kìa. Wow, rất là nhiều con nhỏ luôn các bạn ơi. Rất là nhiều con nhỏ luôn. Mình phải lao xuống dốc để mình vượt qua thử thách này thôi. Vượt qua nó nào. Wow, phía trước mình hai con nữa kìa. Coi chừng cái chân của nó. Wow, mình đang chạy tốc độ rất là nhanh. Bây giờ chui qua con cuối cùng. Chui qua nào. Và chuẩn bị bay lên trời. Thành công rồi nè các bạn ơi. Vậy là mình thành công nha. Oh my god, không phải các bạn ơi. Vẫn còn một con nữa nè. Ê, tung cho nó. Wow, rồi tung vô đất núi và bốc cháy luôn rồi các bạn ơi. Những thử thách này thật là khó quá đi. Vì mình rất sợ yêu nhện nhện luôn. Vậy là mình cũng thất bại luôn rồi nè các bạn ơi. Mình bốc cháy và hư hết trơn rồi. Còn mình là xe tải màu xanh và màu đỏ đây. Mình sẽ leo lên lưng anh màu xanh này để chúng mình tham gia cuộc thi thử thách này cho đỡ sợ nha. Vì mình rất là sợ yêu nhện nhện luôn. Chúng ta lên nào. Ok bạn. Wow, xuất hiện cái gì đây các bạn ơi? Ba yêu nhện nhện hình xe buýt nè. School bus màu vàng kia. Wow, rất là nhiều chân luôn. Các bạn đếm coi có bao nhiêu cái chân nha. Hình như một con nó có 8 cái chân lận. Sợ quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy nó rất là khổng lồ luôn. Mình phải chạy thôi. Bây giờ mình phải lao xuống cái con dốc này và chạy thoát nó thôi. Wow, cái gì kia? Lại xuất hiện rất là nhiều yêu nhện nhện chỗ này luôn. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Nhiều quá, mình không đếm được các bạn ơi. Mình phải chạy thoát khỏi nó thôi. Anh xe tải màu xanh ơi, ok. Anh xe tải màu đỏ bám chắc vô mình nha. Bây giờ mình tăng tốc nào, phải vượt qua nó thôi. Còn vài con nữa thôi, cố lên. Vượt qua nào, thành công rồi các bạn ơi. Phía trước của mình là một cái gờ. Và mình chắc chắn sẽ bay lên không trung này. Wow, nhưng mà mình bốc cháy rồi. Oh my god. Wow, các bạn ơi, phía trước mình là một con nhện nhện nữa kìa. Một con xe buýt nhện nhện nó bám vô cái gì màu đỏ kìa. Một cái vòng tròn, wow, mình bốc cháy rồi. Wow, mình đừng có tung vô nó nha. Né qua, rồi, thành công rồi. Mình đang rơi xuống nước các bạn ơi. Mình rơi xuống nước nào. Oh my god, thật là mình rơi xuống nước rồi. Wow, các bạn nhìn nè. Mình đã bị bể nát tan tành hai xe luôn rồi. Vậy là mình thua. Còn mình là xe bồn chở xăng đây nè các bạn ơi. Mình cũng tham gia cuộc thi thử thách. Wow, nhưng mà phía trước mình là gì kia? Lại xuất hiện ba con yêu nhện nhện màu đỏ kia. Wow, nhưng mà nó là yêu nhện nhện gì đây? À, các bạn coi nè, thì ra nó là yêu nhện nhện máy cày. Wow, nó là máy cày, máy quầy cày quái vật. Các bạn ơi, có một con quái vật ở trên đầu của nó. Mình phải chạy qua thôi. Hên quá các bạn ơi, mình chạy qua được rồi nè. Bây giờ mình tiếp tục lao xuống vực này. Oh, phía trước của mình còn rất là nhiều máy cày yêu nhện nhện luôn. Trên máy cày có một cái đầu yêu quái màu xanh rất là ghê tởm luôn các bạn ơi. Mình phải chạy nhanh thôi. Xuống dốc là mình rất là chạy nhanh nào. Nhưng mà mình đang chở xăng, mình rất là nguy hiểm luôn. Nếu mình bốc cháy mình sẽ cháy hết. Ê, cái gì đây? Wow, một cái miệng cá mập các bạn ơi. Oh my god,
Mình đã bị chui vô cái miệng cá mập này rồi. Có lẽ con cá mập này do con yêu nhà nhện hồi nãy biến ra nè. Trời ơi, mình bị nát giấm luôn rồi. Còn mình là xe rác đây các bạn ơi. Wow, ba con yêu nhà nhện này là mình rất sợ luôn. Mình phải né, mình đi đường khác thôi. Rồi, mình chạy qua đây nào. Wow, ba con yêu nhà nhện này nó đang nhún nhảy kìa. Rất là ghê tởm luôn, mình không dám đi qua nó đâu. Bây giờ mình phải đi đường khác thôi, các bạn thấy chưa? Đường này có rất nhiều ống nước kìa, đây là ống trượt nước ở ngoài công viên nha. Bây giờ mình sẽ tìm cái mảnh trượt nào. Đây, có một cái cầu tuột chỗ này các bạn ơi, màu xanh nè. Bây giờ mình sẽ quậy vô nha. Quậy vô cầu tuột này nào. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi cầu tuột xuống nào. Có vẻ là thú vị hơn tham gia cuộc thi thử thách. Oh my god, nhưng mà mình trượt bánh rồi, phía trước mình là gì kia? Wow, xe trộn bê tông yêu nhìn nhện. Wow, một con, hai con, ba con. Wow, bay cái bánh của mình rồi, 4 con. Wow, 5 con luôn các bạn ơi. Và mình bị hư rồi. Chết rồi, nhưng mà mình vẫn đang lao xuống dốc. Wow, ai cứu mình với, ai cứu mình với. Wow, lại bay cái nắp nữa rồi. À, phía dưới của mình là nước kia. Đúng là cầu tuột luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình bị thất bại trong cuộc thi này rồi. Wow, bốc cháy luôn rồi kìa. Oh my god. Còn mình là xe cuối cùng đây. Mình là chiếc container chở đầy sắt thép nè. Wow, mình cũng rất là sợ yêu nhìn nhện. Đặc biệt là con máy cày này vì nó rất là khỏe. Máy cày nó còn khỏe hơn container nữa các bạn ơi. Nên mình đi đường khác thôi. Bây giờ mình sẽ leo lên núi nào. Đây rồi, mình đã lên tới đỉnh núi rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả dốc thôi. Chứ mình không dám đối đầu với con yêu nhìn nhện đó đâu. Thà mình thả dốc còn hay hơn. Rồi xuống nào. Wow, wow, nhưng mà các bạn nhìn kìa. Phía trước chúng ta là ba con quái vật gì kìa. Màu xanh kìa, cái đầu màu xanh nhe răng kìa. Wow, lại thêm ba con yêu nhện nhện. Xe cấp cứu nè, ấy có chân tung. Wow, hên quá, mình chui xuyên qua người nó luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ rớt xuống vực thẳm hết. Oh my god. Mình bị bể nát tanh tanh luôn rồi các bạn ơi. Wow, vậy là mình cũng thất bại luôn rồi. Các bạn ơi, mình là xe đầu kéo màu trắng đây. Các bạn kia tham gia cuộc thử thi thử thách mà thua hết rồi. Mình không tham gia đâu. Mình phải về nhà với mẹ và ba yêu dấu thôi. Vì mình rất là sợ các con yêu nhện nhện đó. Đặc biệt là yêu nhện nhện container. Wow, các bạn ơi, mình mới nói mà nó xuất hiện trước mặt mình kia. Wow, sợ quá anh container ơi. Tha cho em đi, đừng làm gì em nha. Xe này tránh ra, tránh ra, tránh ra. Wow, bạn không tránh ra là mình tung như bạn rồi. Nhưng không sao, mình phải chạy thôi, xe ô tô màu đỏ ơi. Chạy đi nào, có con yêu nhện nhện kìa. Nó là yêu nhện nhện container. Nó đã sống 1.000 năm tuổi rồi. Bây giờ nó thành tinh, nó thành con yêu nhện nhện. Nó mọc rất là nhiều chân luôn. Mình phải chạy thôi, chạy thôi. Bây giờ phải chạy qua nó thôi. Wow, cái gì nữa kìa. Wow, lại xuất hiện thêm một con nữa kìa các bạn ơi. Sợ quá, chạy thôi. Hình như nó biến hình ra nơi này. Wow, chạy thôi. Wow, mình lại tung trúng xe ô tô rồi. Không kéo là cảnh sát sẽ bắt mình mất thôi. Xin lỗi xe ô tô màu xanh nha. Tại vì mình rất là sợ yêu nhện nhện nên mình mất tay lái. Mình tung như bạn thôi. Xin lỗi nhiều, mình đi thôi. Wow, cái gì đây? Lại một con yêu nhện nhện robot kìa. Yêu nhện nhện robot. Wow, hình chiếc xe trộn bê tông chạy quá. Wow, lại tung như xe màu đỏ nữa rồi. Sao rất nhiều xe mà sao cái xe này không sợ yêu nhện nhện ta? Xe màu đỏ ơi, mình phải chạy thôi, chạy thôi. Bây giờ vướng vô anh rồi, biết làm sao đây. Phải cố gắng để chúng ta thoát ra khỏi nơi này thôi. Phía trước chúng ta là rừng cây, không biết bao giờ mới ra được đường lớn đây. Không, mới nói xong kia rồi các bạn ơi. Đây là đường lớn rồi, mình quẹo phải thôi, quẹo phải nào. Rồi, mình ra tới đường này rồi. Nhưng mà vẫn dính anh xe màu đỏ này. Mình phải né qua một bên cho anh ra thôi, thành công rồi. Bây giờ mình về với mẹ thôi. Mẹ ơi, chờ con mang về nào. Chờ con mang tiền về cho mẹ nha. Wow, thành công rồi, thoát nạn rồi các bạn ơi. Ôi, nhưng mà xe cảnh sát chặn đường mình kìa. Tung luôn, về luôn. Tung luôn cho rồi, chứ mình sợ xe nhện lắm các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, lại xe gì nữa đây? Wow, 4 cái chân kìa, hình như là xe bus nữa kìa. 4 cái chân rất là ghê. Chạy thôi. Wow, rất là nhiều xe cảnh sát chặn mình luôn. Ê, coi chừng tung coi. Wow, xém nữa là tung xe ô tô rồi. Né qua. Rồi, thành công rồi, né chiếc xe này luôn, thành công luôn rồi. Wow, mình thành công rồi. Oh my god, mình tung trúng xe cảnh sát rồi, các bạn ơi, mình bị lật rồi. Chết rồi các bạn ơi, mình bay cái bánh ra ngoài luôn rồi, hư xe của mình rồi. Wow, các bạn ơi, cái chân của con gì kia?
Wow, lại một con yêu nhện nhện. Hu hu hu, ai cứu tôi với, mình sợ quá, mình sợ quá. Ok, các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bird City nha. Hôm nay chúng ta có quá trời là yêu nhện nhện luôn các bạn ơi. Yêu nhện nhện container nè, yêu nhện nhện xe trộn bê tông nè, yêu nhện nhện xe buýt nè, yêu nhện nhện xe máy cày nè, rồi yêu nhện nhện gì nữa các bạn ơi. Hình như yêu nhện nhện xe cấp cứu nữa nè các bạn ơi. Rất nhiều yêu nhện nhện luôn. Và có các xe tham gia là xe trộn bê tông nè, xe bồn chở xăng nè, xe container nè, xe rác phải không ạ, xe rác không, xe tải nè, hai chiếc xe tải nè chở nhau nè, rồi xe gì nữa các bạn ơi, nhớ không? Rồi có một cuối cùng là xe đầu kéo nữa, nó không dám chơi, nó chạy luôn các bạn ơi, mà vì nó rất là sợ những cái xe này là những cái xe nó quái vật các bạn, nó thành tinh không, nó biến thành các yêu nhện nhện có chân rất là dài luôn, một con nhện nhện nó có 8 cái chân luôn, có con nhện nhện container nó nhiều chân hơn nữa các bạn ơi. Nhưng đây chỉ là game thôi nha, chỉ là game để các bạn giải trí trong mùa hè thôi. Nếu các bạn thích video thì nhớ đăng ký ủng hộ cho Bus City nha. Đây là game PNG Ride, các bạn nhớ like, nhớ share kênh YouTube cho Bus City nha. Đăng ký để ủng hộ nha, lần sau mình sẽ có cho các bạn xem các xe ghê tởm hơn nữa ha. Các xe yêu nhìn nhện quái thú luôn, các bạn có thích không? Nếu thích thì nhớ đón xem nha, bye bye, hẹn gặp lại.